Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Rup TV. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đúng rồi, hôm nay là ngày đặc biệt. Lần đầu tiên mà muốn nói đến ngày đặc biệt thì Rup sẽ xin giới thiệu về bản thân mình và lời cảm ơn Rup TV. Rất cảm ơn các bạn đã trong thời gian qua ủng hộ kênh Rup TV, xem rồi subscribe kênh rồi chia sẻ cho Rup video của Rup. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhờ các bạn ủng hộ rồi xem video của Rup rồi yêu mến Rup nên hôm nay được có ngày hôm nay. Được có được ngày hôm nay là nhờ tất cả các bạn đã ủng hộ kênh Rup TV. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Mình giới thiệu bản thân mình đã nha, rồi nói nghe cái gì đặc biệt nha các bạn. Mình là người dân tộc Gia Lai, sống ở tỉnh Gia Lai. Nơi mình sống thì cần núi luôn các bạn nha, cần núi luôn đó. Ở cái con đường cuối cùng luôn, phía bên kia là không có hết đường rồi. Từ khi đi qua Gia Lai các bạn, chạy qua Gia Lai các bạn là có đường, nhưng mà từ Gia Lai đó bên hồ rồi chạy từ làng Rup này là hết đường, là tới núi rồi. Bây giờ thì ngày đặc biệt hôm nay là trong thời gian vừa qua thì Rup đã góp được rất nhiều tiền. Không phải rất nhiều tiền, mà đối với Rup là rất nhiều tiền nha. Nhưng mà đối với các bạn chắc là không đáng nhiều. Nhưng mà đối với Rup, ví dụ Rup làm cái này, Rup bỏ, rồi Rup làm cái này, Rup tiết kiệm. Ví dụ nha, Rup làm cà phê đi. Ví dụ tháng này, ví dụ năm này là 10 triệu đi, ví dụ nha, 10 triệu đi. Rup lấy 5 triệu, Rup tiết kiệm. Còn 5 triệu đó Rup làm gì đó, chơi bánh bè, hay là uống cà phê, hay là đổ xăng rồi, hay là mua gì đó. Rồi công việc này Rup đã gom lại và Rup đã giấu đi để mua được cái đam mê của mình. Đó là không có gì cả, đó là một máy PC rồi, PC rồi, máy tính bảng. Mua được cái máy đó để cũng làm cho cũng để dừng mấy phim á, nó nhanh hơn, nó mạnh hơn, đó nó khỏe hơn đó, đúng không? Chỉ vậy thôi. Hôm nay nhưng số tiền đó Rup giấu ở đâu? Cách giúp giấu số tiền như thế nào, mời các bạn cùng theo Rup nha. Rup đã chọn cách là giấu tiền giống như ông bà ngày xưa các bạn ơi, giống như ông bà ngày xưa, nên mời các bạn theo Rup lấy số tiền đó rồi mình đi mua máy tính bàn và PC thôi nha. Ok các bạn, theo Rup nha. Đây là mình giới thiệu luôn, đây là nhà bếp của nhà Rup nha các bạn. Rup sống vốn sống ở núi, cái nhà bếp của Rup ở đó như thế này thôi. Đây là cuộc sống của người Gia Rai đó, người đồng bào Gia Rai đó. Đây là một khung cảnh nhà bếp của Rup, giới thiệu luôn, Rup không bao giờ ngại đó. Rup sống với đúng bản chất của mình đó, nghèo, khó khăn, khổ, ai cũng như ai hết các bạn ơi. Đó như vậy. Rồi quay lại phía bên này, Rup đã giấu tiền ở đâu, và đây là cách mà Rup nói lại thôi. Mà Rup đã giấu tiền mấy cái lô ô của Rup á, là đã xong hết rồi, Rup bỏ ở đây này. Xong hết rồi Rup lấy tiền. Bây giờ thì Rup đang giới thiệu cho các bạn Rup ngày xưa giấu tiền như thế nào. Ok, bây giờ như các bạn đã thấy, đây là một chiếc lô ô 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, tới đây này các bạn, sẽ lấy tiền, cách mà Rup giấu tiền. Ok, như các bạn đã thấy thì đối với người đồng bào của chúng tôi là người dân tộc, nói chính xác là người dân tộc Gia Lai, đây là một cách dụng cụ để giữ một cái món ăn nào đó. Ví dụ một cái này là một cái giữ cá đi, cá nha. Cái này là cua đi, là mắm cua, mắm cá, rồi cái này thịt đi. Đó, bình thường người Gia Lai ngày xưa bắt đầu họ đâu có tủ lạnh đâu, đúng không? Họ không bao giờ có tủ lạnh hay cái gì đó, nhưng mà bằng cách đó họ làm một cái món ăn là thúi, hoặc là một món ăn để làm mắm rồi gì đó, họ bỏ muối nhiều vào rồi họ tiết kiệm, họ để đó rồi sau này họ lấy la mi rồi lai gì đó rồi nấu chung về ăn. Nhưng có rất nhiều người tay giỏi, họ làm mấy cái đó rồi họ dùng mấy cái đó để bỏ ra một cái thứ đó, một cái bí mật. Ví dụ khi mà một cái này người ta sẽ lấy ra, ở đây cho một cái mắm đi, mắm tôm, mắm mì rồi người ta sẽ lấy ra bỏ một cái thịt đi, không có đúng không? Nhưng mà Rup đã chọn cái đó để người ta không để ý, để người ta không để ý. Nhưng mà Rup sẽ đếm 1, 2, 3, Rup sẽ đánh dấu cái số 3 này Rup đã bỏ số tiền. Ví dụ Rup, nhưng mà cái này là mắm đi, mì tôm đi, hoặc là không có cái gì hết đó hết đúng không? Nhưng mà đánh dấu số 3 đó, chính chỗ này Rup đã dấu tiền để người ta tránh, người ta để ý. Đó là đẹp cách ngày xưa thôi, nhưng mà bây giờ là không có ai mà để như vậy hết nha. Đó, ví dụ này là đó, Rup sẽ lấy tiền ra. Đó, đó, đè đó, chính Rup đã bỏ tiền ở đây, thấy chưa?
Đó, như các bạn đã thấy. Rồi, đó. Rồi, ok. Và tiếp theo nữa, trong tất cả cái này mà Rút sẽ không chỉ mở một cái nữa đâu. Bây giờ sẽ Rút sẽ đến một đến tới này là bây giờ cái này là không có. Và tới lượt này, và tới lượt này, và tới lượt này, tới lượt này, nhưng mà Rút sẽ bỏ ở đây. Tùy theo mình cách sắp xếp vị trí của mình bỏ ở đâu là tùy theo các bạn nha. Rồi, ví dụ Rút lấy cái này. Đó, ở đây có tiền. Ví dụ ở đây, nặng quá, không có cái gì hết. À, thịt. Đây là thịt mẹ mình bỏ vào đây. Hoặc là con cua, hoặc là con mắm gì đó, bỏ vào đây. Bỏ muối vào đó nha. Rồi, bỏ vào đây. Rút sẽ, đây là số tiền của Rút này. Rút sẽ lấy tiếp. Rồi lấy tiền ra. Đó. Rồi, ok. Đó. Nên khi mình cách giấu như vậy á, tất cả nhiều người họ không bao giờ biết được. Họ không bao giờ để ý, ô chỗ này bỏ tiền, ô chỗ này không bỏ tiền. Không bao giờ biết được. Đây là mà cách mà Rút học từ ông bà ngày xưa họ nói lại với Rút nha. Rồi đó, Rút đã có hai cái đó, cái hai cái tiền, hai cái bỏ tiền đó. Rồi ok. Và tiếp theo thì Rút không bao giờ mà vô một chỗ cả. Ví dụ mấy cái chỗ này nó gọi là chưa được an toàn lắm nha. Nhưng mà Rút chỉ bỏ một số ít tiền thôi. Ít tiền thôi, ví dụ bây giờ Rút sẽ lấy tiền đó, đây. Tiền mà Rút đã vô đây. Đó. Đúng không? Rút đã vô đây. Rồi. Đó. Đây. Rút đã vô tiền này. Rồi. Và tiếp theo Rút vô ở đâu và nó liên kết với nhau. Ok, như các bạn đã thấy. Nha. Hiện tại nhà Rút đang có ba cái trục để cái kê để này. Đó, một cái kê to, một cái kê một cái bình 10 lít này, 10 lít hay gì đó. Rồi một cái kê nữa. Như các bạn đã thấy, nếu mà theo người Jedi hay để cái kê như thế này là có một cái rượu kê. Họ làm rượu rồi bỏ vào kê. Đó, đó. Làm rượu bỏ vào kê này này. Đó, họ để vào khoảng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần gì đó, 4 tuần gì đó. Rồi thành rượu, rồi uống. Nhưng mà khi mà người khác, khách hay ai đó qua nhà mình đó, họ thấy thế này là họ tưởng là rượu thôi. Trong đây là rượu thôi. Nhưng mà nhà Rút không có làm rượu. Dù làm rượu đi nữa thì mấy cái kê đó để ở đây không sao cả. Rút giả vờ cái đó, dùng mấy cái đó và giúp giả bộ làm giống như rượu đó. Nhưng mà nhìn vào giống như rượu kia, thật chất là Rút sẽ mở không có rượu trong đây cả. Không có rượu trong đây cả. Đó, không có gì hết. Nhưng mà Rút đã bỏ một số tiền ở đây, nó nhiều hơn, cao hơn. Chắc mất rồi. Đó, đây. Như các bạn đã thấy, đây, đó. Rút đã từ kia này đó. Để người ta không biết, đó. Như các bạn đã thấy, đó. Rút đã giấu khoảng hơn cùng chưa đến một năm đâu. Chưa đến cùng một năm đâu. Rút đang có một số tiền, đúng không? Như bạn, Rút đang có một số tiền nhiều rồi đó. Và một quan trọng nữa, Rút đã giấu một số tiền lớn hơn và lớn hơn rất nhiều ở đâu. Và Rút đã giấu ở đó lâu hơn tất cả mấy chỗ này. Vì Rút lười đào lên nên Rút đã giấu một số tiền ít hơn là chỗ này. Rồi ok, bây giờ các bạn theo Rút nha. Nhiều người, nhiều ông bà ngày xưa giấu nhất. Đây là cách mà ông bà ngày xưa giấu nhiều nhất nha các bạn. Bây giờ Rút sẽ cầm cái cuốc này. Đó. Đi ra thôi. Đây. Đây là dấu của Rút đây. Rút đã tính theo kỳ 1, 2, 3 cái trụ. 1, 2 trụ. Đó. 1, 2 trụ. Và đây có một cục đá. Để đánh dấu. Để đánh dấu và làm người ta cũng để ý. Để đánh dấu. Đó. Rút thì lấy cái này ra. Ở đây thì Rút cùng đã kiểm tra rồi các bạn ơi. Nên mong bằng cùng Rút của đã kiểm tra rồi. Đây, như các bạn thấy nha. Đó. Rút đã giấu tiền ở đây này. Đó, như các bạn thấy nha. Đó. 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 Thấy chưa các bạn? Đây là cách mà Rút đã giấu tiền trong suốt thời gian qua. Mà cả ngày ba mẹ Rút cũng không biết luôn. Mẹ Rút cũng không biết Rút giấu tiền ở đây luôn. Đó. Đó, thấy chưa? Đó. Đó. Đây là cách mà ngày xưa là nhiều ông bà giấu nhiều nhất. Khi họ chết là mất thôi. Đó. Đó. Không biết ở đây bao nhiêu nữa.
lâu lắm rồi. Nhưng mà đao này đó là rút đao để tính số tiền bao nhiêu á. Nhưng mà bây giờ rút làm cho các bạn xem luôn này ha. Rút điếu ở đây cũng lâu rồi nhưng mà đó giờ bắn hết rồi. Còn sạch sẽ lắm, vui ở đây nó rất là này. Bằng sắt mà, rút là bằng sắt luôn này. Đó, này. Đó, đây là số tiền mà rút đầy dấu lên ở trong này. Rồi, đây. Bỏ vào đây. Đây là một số tiền rất là nhiều. Đối với rút đây là một số tiền rất là nhiều. Đó, đó. Rút đầy dấu và an toàn. Nó hơi bẩn, nó hơi bẩn, nhưng mà nó an toàn rất là nhiều. Đó, đó. Đó. Vậy là hôm nay rút đã lấy hết số tiền của rút rồi. Rút xe đùm đi mua máy PC, một máy tính bàn để phục vụ cho công việc của rút, cái sự đam mê của rút. Rút đã mong ước đã lâu, rất lâu rồi, khoảng 3 năm nay là 4 năm, 6 năm rồi. Bây giờ là mới có. Rồi, bây giờ rút sẽ đi mua thôi. À, cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ rút và nhóm của rút này, yêu mến rút và share các video của rút. Cảm ơn các bạn trong thời gian tới. Các bạn luôn luôn ủng hộ rút và chia sẻ video của rút và yêu mến nhóm của rút. Cảm ơn các bạn. Đó. Nếu rút đi mua máy có thể nếu quay được á là quay nha. Bởi vì rút đã đặt trước rồi. Rút đặt trước máy và đưa 10 triệu rồi. Bây giờ là còn một số tiền rồi. Rút bây giờ hôm nay rút lên máy là trả hết luôn. Ok, đi tắm rồi gì đó rồi mình đi. Bây giờ chúng tôi đã tắm xong rồi nên hai anh em chúng tôi sẽ đi mua máy, đi lấy máy. Ok, và chạy phố thôi.